Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ lại chơi về nhân vật bartender. Một nhân vật đi cứu người, sau đó là bị ăn đòn. Và chúng ta sẽ lại có một bình rượu uống thôi máu. Đó chính là cái giáo án các bạn có thể là áp dụng cho nhân vật bartender nha. Và dĩ nhiên cái bình rượu cuối ấy, thì mình khuyến khích là nên sử dụng trong những cái giai đoạn Hunter bắt đỏ. Sử dụng lúc nào cũng được, nhưng mà mình lại thích sử dụng vào lúc mắt đỏ hơn. Đầu game thì các bạn cũng không cần phải uống rượu sớm đâu. Thôi, nghe tim đập thì dĩ nhiên phải uống rồi. Ai đấy? Má ơi, An! Chết, né mèo. Má ơi! Dính mèo nó nhảy lên cái là mình ăn gục luôn ấy. Úi dồi ôi! Kinh nghe được! Tốc biến hay gì đây? Hả? Tốc biến hay gì? Ôi chết rồi. Bạn này thông minh hơn mình tưởng ấy. Mình cứ tưởng là bạn này sẽ đi vòng vòng qua đây. Rồi. Ôi lại mèo kìa. Các bạn đối đầu với An á, khi mà chưa có skill thì dĩ nhiên là sẽ lên cái cầu trượt này này. Cai rất là sướng. Nhưng đối với cái xa là cần phải suy nghĩ lại nha. Chị 7 nữa, đúng rồi, bon. Đầy máu rồi này, trời ơi, vip. Hôm nay là tới thời của An rồi. Ghẹo, ơ thôi chết rồi. Ui may quá, đánh hụt. Cô ấy không ngờ là ui dồi ôi. Thôi xong rồi. Chặn đầu. Má ơi. Thôi rồi, quả này là mình. Ui đánh hụt kìa, đánh hụt, may quá. Này thì di chuyển khéo léo. Di chuyển khéo léo. Hết máu rồi pha này. Ui dồi ôi, cái cây hàng của nó dài ghê luôn ấy. Ui. Ôi chủ tế đập ván xong bị nó gõ cho rồi. Nhìn nó thô ghê luôn. Thật sự cầm cây thanh giá bằng gỗ bắt đầu Thọc nhìn sợ. Chắc là giờ dí chủ tế rồi. Không biết có, bạn đang ở đây có ai này. À, tập kỹ Joker mini. Sợ ôi, hai cặp anh chó với chị chó, cả quẩy với nhau. Né mèo An á, thường thường là mấy con mèo á, Hunter thường là sẽ để ngang hàng so với các bạn, sau đó là sẽ tách mèo ra. Thì đối với mình không biết là các bạn cai như thế nào thì mình không biết, nhưng mà đối với mình là mình canh con mèo nó gần đến chỗ mình á, là mình sẽ đi lùi về nó. Là khoảng 80 hoặc 90% là mình sẽ né được. Nếu như mà An phán đoán được cái tình hình di chuyển của mình thì họ sẽ tách mèo như thế nào, đó là việc của họ, rất là dễ. Còn mình sẽ lợi dụng những cái tâm lý chung chung như thế thì mình sẽ có khả năng là né mèo tốt hơn. Nhưng mà các bạn cũng cần phải đào cam nhé. Lý thuyết là thế thôi, còn thực hành thì nó mỗi lúc mỗi khác. Tương tự như là một bài toán ấy. Có cách thì sẽ nhanh, có cách nó sẽ chậm, tùy trường hợp chứ. Đôi khi máy tính còn xa lên xa xuống. Cái nhánh 6 của mình nó dai nhỉ. Khiếp, mệt thật đấy. Cho rượu uống này. Rồi, cho nhanh. Cái máy mà tù nhân nãy đang sửa được 30 gì rồi, ra bù. Sửa máy mới nó hơi phí. Mỗi lần uống rượu như vậy là các bạn sẽ bị giảm tốc độ. Đó. Riêng mù với lại nữ điều phối là không có uống được. Đặc biệt là chơi trong cái chế độ Tero ấy. Ui dồi ôi, có rượu mà không mua được mà uống. Lúc nào cũng phải nhờ đồng đội heal.
tù nhân. Chu choa má ơi. Ấy chà, tù nhân nối máy rồi. Gì đây? À, tôi thấy hiện tượng lạ nha. Tôi nó ke máy rồi. Chết rồi. Ui, dính mèo rồi. Bốp. Rồi, cái máy này sẽ là của tôi nha. Máy tôi nổ nha. Bum. Rồi. Giờ thì ai nhanh hơn nè. Tôi có bình rượu nè. Đua không? Đua xe với tôi không? Vô. Đó. Nó. Ô, dịch chuyển rồi. Má ơi, tôi nghe thợ săn ở bên kia. Thôi, tôi đi sang bên này. Cái khi mà các bạn uống chai rượu mà tăng tốc độ chạy á, nó sẽ mất cho các bạn nửa máu. Nếu các bạn dùng cái thời gian bình thường mà bị chém gục á, sẽ rất là phí, thật sự phí. Cho nên là sử dụng trong lúc Hunter mất đỏ, nó có đánh gục thì cũng không tiếc, thật sự luôn. Cho nên là cái bình rượu số 3 mình toàn là để vào những giai đoạn cuối game mình uống thôi. Mà còn đỡ bị đồng đội chửi là ngu nữa. Uống rượu số 3 trong giai đoạn đầu game bị đánh gục phát là ai cũng chỉ ngu đấy, thật sự luôn. Thôi mình đi nha, bye bye cô bé chủ tế. Cô bé xinh đẹp. Các bạn cũng đừng chuyển kênh nha, mình sẽ làm thêm một trận đấu. Ủa, không thể lưu à? Chắc là mấy cái video lưu phát lại của mình nó khá đầy rồi. Tại vì mỗi lần mình lưu như vậy để mình làm thumbnail cho nó đẹp cái video clip của mình. Xóa bớt đi. Rồi, ok. Làm một clip YouTube nó cũng khá là khó các bạn ơi, bởi vì là tốn thời gian rất là nhiều. Nào là phải chọn những clip hay, rồi phải suy nghĩ xem là hôm nay mình sẽ nói về cái gì. Chứ thực sự ra nếu mà đăng clip chơi không lên thì nó sẽ rất là nhàm chán. Ngoài ra là còn phải canh chỉnh thời gian, các thứ bla bla. Ô, Rimquick à? Ôi, đánh ô, Vũ Công sẽ đứng im vậy. Thôi xong luôn. Ủa, nó đánh tôi mọi người ơi. Hôm nay gặp team đen, team green nó cũng màu đen. Đầu game thế này thì chắc chắn là khó thắng thật sự luôn. Chán quá à. Bạn Vũ Công này back C, back B gì luôn ấy, chứ đâu phải là chuyện đùa đâu. Không hiểu sao đứng im cho đánh giống như đi tự sát vậy. Chán chả muốn cứu luôn thiệt. Thôi đi cứu đi, mất công mang tiếng. Chắc cũng chả kịp, cứ chắc cứu 51 rồi. Rồi xong. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, bà đi kìa. Khiếp, nhìn bực ghê luôn á, thiệt sự. Phi nhanh 6. Thôi bye. Trận này thì dĩ nhiên là khó thắng rồi. Tít. Rồi clip mà các bạn cũng làm thì không thể tự nhiên mà để vậy được. Cũng cần phải làm một cái ảnh chủ đề cho video ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì. Đó, những cái video đó nó sẽ chứa những cái hình ảnh chính mà sẽ xuất hiện trong video. Ngày nào mình siêng là mình sẽ là lưu phát lại, sau đó là vào quay rồi cắt ghép, chỉnh màu cho nó lộng lẫy, nó lung linh lên. Còn hôm nào mà lười là thôi kiếm đại ảnh nào trên mạng bỏ vô cho nó xong. Nói chung là có tâm. Mà thực sự là ảnh mình làm thumbnail thì cũng có tâm thiệt mà. Toàn là mấy cái ảnh lưu vắt lại. Các bạn biết rồi, chọn những cái góc đẹp đâu phải dễ đâu.
có những trận mà nó vướng mấy cái ba cái máy mã hóa rồi ba cái cỏ rồi nhìn phèn dễ sợ luôn ấy. Phải chờ những cái khúc nào đẹp đẹp xinh xinh thì lúc đó nó mới cắt được. Ôi ôi, tôi uống rượu xong rồi sửa máy nó lâu. Bạn nào mà hướng muốn làm YouTube thì dĩ nhiên là cứ như mình, chỉ cần một cái điện thoại xịn xịn là được. Còn đầu tư hơn thì có thêm một cái máy tính. Máy tính này các bạn sẽ thao tác với YouTube nó sẽ dễ hơn điện thoại rất là nhiều, cài đặt được nhiều chức năng hơn. Nói chung là mấy cái thứ này là mình cũng tự mò. Còn được như ngày hôm nay cũng có một phần của anh Hiển, cảm ơn quá trời luôn. Yêu thương dễ sợ. Ok. Còn hai máy cũng khá là ổn đấy nha. Má ơi, nó tạo hầu. Khiếp, dùng hầu kem máy luôn ấy. Dọa hết hồn. Quỷ sứ. Rồi xong hương sư. Ui trời ơi. Ặc. Bó tay luôn. Rồi rồi rồi, tốc biến ha, tốc biến ha. Tốc biến ha, biết ngay mà. Trời ơi. Tôi chơi Dreamwick tôi quá quen. Nhảy. Các bạn nên nhớ này, nhảy qua cửa sổ là phải chạy xa cái lỗ cửa sổ ra nhá. Đứng cả hẩy ngay sát đấy là hitbox nó vẫn sang được cửa sổ đấy. Rất là nguy hiểm. Khó, trận này hương sư bay rồi. Còn hai đứa sao sống. Toàn là nhờ nụ vũ công hết thiệt. Ô, vẫn còn một lần à? Mình cứ tưởng là bay rồi. Ui dồi ôi, nó lù lù đâu vậy? Ghét ghê luôn, coi nhìn con nhóc tì nhìn ghét ghét. Xèo. Rồi ok. Sợ quá bay ơi. Hiu hiu hiu. Má ơi, hầu má ơi. Hầu lên tôi. Nó đang dí chủ tế. Thì các bạn nên nhớ là phải chạy xa ra nha. Xa chủ tế ra cho con hầu nó hết phạm vi hoạt động, để nó không có dí chủ tế được nữa. Và đồng thời là các bạn cũng phải tranh thủ cơ hội này là các bạn xóa con hầu đi. Nè, đi xa ra cho chủ tế an toàn. Hương sư có vẻ thoát rồi đó. Ồ, máy 8 mấy rồi kìa. Đó. Hầu thì các bạn xóa 99 thôi, đừng xóa hết 100. Ok, đứng xa ra, không lại tốc biến cho phát nữa thì... Ui, thì bay hương sư rồi. Rồi xong, chủ tế lại thêm một con hầu xinh xinh. Rồi, để dành đó. Lát nó dí là mình bật lên liền, xóa luôn. Ê ê, xóa hầu, xóa hầu, xóa hầu, xóa hầu. Xóa hầu, xóa hầu, xóa hầu. Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Ok, đẹp. Đó, bây giờ con hầu nào sử dụng. À, hầu của mình mất luôn. Việc nhẹ lương cao. Bùm. Chị thương má ơi, chị thương đâu rồi, chủ tế đâu? Alo, alo. Ngồi ơi, đi đâu rồi không biết. Ngồi ơi, xa vậy. Mới đây đã đi đâu xa xa rồi. Ủa chết rồi, nó dí mình. Ok, phá vòng rồi. Hầu đó là hầu chính. Chu choa má ơi. Máy nổ lên nè. Yêu.
Rồi đánh em đi nè, đánh em đi mất hầu để... Ui dồi, tóc biến dơ. Đánh đi. Đánh đi. Ok, nổ máy. Đẹp, perfect. Nhẹ nhàng như lông hồng luôn. Trời ơi. Để em mở cổng cho, xong rồi tạo đường hầm. Ui, nó tới rồi. Tới rồi. Hí hí. Chết rồi, thua rồi. Nó quỷ sứ ghê luôn. Thua rồi. Công sức tụi mình chơi nãy giờ dã tràng hết trơn rồi. Mắt đỏ nó gỡ được hết. Ghét ghê luôn á. Cứ đặt vòng qua đây, đi thẳng lên. Úi dồi ôi, cái vòng kiểu úi dồi ôi. Thôi thua rồi. Kiểu này. Ơ, cái vòng nó cứ xéo xéo vậy. Bay màu rồi, thua rồi các bạn ơi. Ngay đầu hàng. Ok, và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Chán gì đâu luôn á, thiệt sự.